Thưa quý vị, một thống kê nhỏ từ chương trình đã cho ra kết quả bất ngờ khi các tài sản trong các vụ trộm giờ đây không chỉ đơn giản là tiền vàng, điện thoại, xe máy, laptop, mà còn là cái cảnh, trâu bò, thậm chí là cái dây điện, sào phơi đồ, nắp cống, bộ ghế ngồi bằng gốm trong chùa hay các vật dụng cồng kềnh tại các công trình xây dựng. Nói chung, chỉ cần người dân mất cảnh giác, bất cứ vật gì có giá trị đều có thể bị trộm. Thế nhưng mà Khôi Nguyên nè, Bích Hồng có một thắc mắc là ví dụ như các vật dụng nhỏ vừa thì chủ tài sản chủ quan bị mất thì cũng đã đành, nhưng những vật thể to lớn khó vận chuyển tại các công trình xây dựng chẳng hạn thì làm thế nào để mà lấy đi mà không bị phát hiện? Vâng, Bích Hồng cồng kềnh đến mấy thì trộm đều có cách để cưỡng đi. Nhất là khi đồ vật có kích thước càng to lớn như ở các công trình xây dựng thì nhiều người lại càng chủ quan, xem là không có gì đáng giá, nếu có cũng rất cồng kềnh, khó vận chuyển nên không trông giữ, thế là bị mất dễ dàng hơn. Quả thật là thời gian qua tại nhiều tỉnh thành trộm cắp lộng hành ở các công trình xây dựng với chiêu thức cực kỳ tinh vi và táo tợn. Vì sao trộm nhắm tới tài sản trong công trình, cách phòng tránh ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây để cùng cảnh giác nhé. Vừa qua, công an huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Lê Tùng Bá, Nguyễn Ngọc Thạch và Huỳnh Tuấn Anh cùng trú thành phố Bạc Liêu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, cả ba đối tượng sau khi phát hiện một số tấm sắt lớn dùng để lót cho xe chạy trong một công trình ở huyện Đầm Dơi không người trông coi nên đã lên kế hoạch lấy trộm. Bá và Thạch đi trên ô tô 7 chỗ dẫn đường, còn Tuấn Anh chạy xe tải loại có cần cẩu thuê của người dân. Đến địa điểm, ba đối tượng đã cẩu trộm 5 tấm sắt rồi bán với giá hơn 18 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân. Bên cạnh đó, các camera an ninh ghi nhận không ít những vụ trộm công trình giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Thế công trình xây dựng không có người trông coi, hai thanh niên đã vào trộm sắt xây dựng tại đây. Được biết, vụ việc xảy ra tại Long Khánh, Đồng Nai. Còn đây, ở một công trình không cửa nẻo rào chắn, không có người canh giữ, hai đối tượng đã ra tay trộm nhiều máy móc thiết bị, sau đó phóng xe tẩu thoát. Không những trộm vật liệu xây dựng, các đối tượng còn trộm cả xe máy như thế này. Vụ việc được camera an ninh của một hộ dân trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ghi lại. Một nam thanh niên phía cửa công trình xây dựng nhà dân đang khép hờ, không có khóa, đã lẻn vào và nhanh chóng trộm chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Trong những công trình thì thường là làm sơ sài những cái việc mà cái hàng rào chắn mà tạo cho những cái đối tượng trộm cắp, đặc biệt là trong những công trình lớn có những tài sản lớn. Và đặc biệt là tôi cho thấy là một số trường hợp là cái hành vi trộm cắp nó lợi dụng từ cái công trình đấy, nó leo qua những cái nhà dân hoặc là những cái công ty bên cạnh để mà nó thực hiện cái hành vi trộm cắp. Cho nên là tôi nghĩ là những cái người dân, những khu chung quanh công trình đấy cũng phải cảnh giác. Có thể thấy, chỉ cần một chút sơ hở thiếu cảnh giác, những tài sản của người dân lập tức trở thành miếng mồi cho đạo chích. Những hành vi trộm cắp này sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật? Cái hành vi trộm nó dưới 2 triệu đồng thì chưa đủ xử lý về hình sự, thì chúng ta có thể là phạt vi phạm hành chính. Còn nếu mà hành vi trộm mà trên 2 triệu đồng thì sẽ xử lý hình sự, điều 173 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, nó cũng có một số trường hợp là dưới 2 triệu đồng nhưng mà vẫn bị xử lý hình sự. Đó là trường hợp là cái người thực hiện hành vi trộm cắp này đã bị xử lý hành chính rồi, hoặc là những cái hành vi trộm cắp này nó ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Để phòng tránh vấn nạn trộm cắp xảy ra tại các công trình xây dựng, người dân nên lưu ý tạo hệ thống lưới rào kín đáo, khóa cửa cẩn thận kỹ lưỡng, cử người túc trực tại công trình để quan sát, canh giữ tài sản, trang bị hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm để dễ dàng quan sát toàn bộ công trình. Các hộ dân có nhà sát với công trình xây dựng cần đề cao cảnh giác, gia cố cửa nẻo, tránh đối tượng xấu từ công trình đột nhập sang nhà của mình.